trận đấu kỳ lạ đến như thế này. Trận đấu này sẽ được nhớ mãi và cái tên Yusakon cũng sẽ đi vào lịch sử. Hai đội trở lại với vạch xuất phát ở thời điểm mà có lẽ là trận chung kết chỉ còn tính bằng giây. Một chút thôi, đó là khi cần thì hãy quay về với chất lượng phòng ngự bên này. Những điều gì đang xảy ra bên ngoài sân? Đó là điều tệ hại, đó là điều mà chúng ta không muốn được chứng kiến ở một ngày hội của thể thao khu vực. Với thể thao, nó còn có cả những điều vượt trên cả câu chuyện thắng thua. Nhưng những nắm đấm đã được đưa ra, chắc chắn sẽ có những án phạt rất nặng cần phải được đưa ra để xử lý những nhân vật đã gọi là vi phạm trong trận đấu này. Đó là những khoảnh khắc có thể nói là rất thiếu kiểm soát của cả hai bên. Thực sự đó là một hình ảnh xấu xí. Hình ảnh xấu xí không chỉ của Indonesia và của Thái Lan, mà có lẽ là cả khu vực Đông Nam Á cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều này. Tất cả những hình ảnh này ngày mai sẽ tràn ngập trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi nghĩ không chỉ là Đông Nam Á, mà cả châu Á và thậm chí là cả thế giới. Để tạo ra khoảng cách giữa hai đội. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Hai chiếc thẻ đỏ. Cam đi. Thẻ đỏ. Nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ phấn đấu quyết liệt. Và từng đó thôi cũng là đủ để có thể đem đến một bầu không khí có thể nói là rất đặc biệt.